ai mà nói tiếng Việt nữa. Nói tiếng Việt bây giờ là lỗi thời. Mai mốt gia đình mình đi ra nước ngoài định cư rồi thì bây giờ mình phải tập nói tiếng Anh, phải làm quen với văn hóa của người nước ngoài để mai mốt mình qua bên đó mình dễ hội nhập. Ước mơ về một khung trời mới lạ với viễn cảnh tươi đẹp là điều có thể thấu hiểu. Tối ngày bà cứ quanh đi quẩn lại mấy cái món này tôi ăn cũng hợp. Ăn đi để mai mốt quá mình quen cái khẩu vị, mình qua bển á mình dễ thích hợp với cuộc sống hơn nghe. Mấy ngày nay bà cứ ép tôi ăn những thứ mà tôi không hợp. Tôi ăn cũng y như ông, tôi có bị cái gì đâu. Tôi đau quá, tôi đau tắt cả ruột. Nè, cái này là thuốc đau bụng nè. Còn đây nè là một viên thuốc ngủ đó. Hàng ngoại đó, tôi mua mấy chục triệu lần á. Nhưng người ta sẽ nhận lại được gì khi mãi theo đuổi một tương lai hễ còn mơ hồ bằng cách vội vã chối bỏ hiện tại. Ông ơi, dậy ăn cháo nè. Trời ơi, sao mà mấy tay chân ông lạnh ngắt vậy nè. Cảm nhận những thông điệp nhân gian sâu sắc với câu chuyện Những người sính ngoại trong chương trình phim ngắn cuối tuần lúc 19:50 Chủ nhật ngày 28 tháng 4 năm 2024 trên truyền hình Vĩnh Long 1.